Kính thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc bổ sung thêm 31 tuyến đường tổ chức thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường để đậu ô tô. Đây là một động thái cần thiết khi thực tế đã ghi nhận sau hơn 2 năm triển khai công tác này, thu đang không đủ bù chi. Kính thưa quý vị, đường Hai Bà Trưng đoạn phía trước công viên Lê Văn Tám là khu vực đậu xe có thu phí. Mặc dù đã có biển hướng dẫn chi tiết như thế này, nhưng những trường hợp xe đậu quá giờ hoặc không đăng ký để phải nhận thẻ đỏ như trường hợp của chiếc xe này là rất nhiều. Chính những trường hợp đậu xe và không đóng phí đã khiến cho nguồn thu của công tác này bị ảnh hưởng. Có 3 loại phiếu, phiếu xanh sử dụng cho những xe người ta vô, người ta đặt app thu phí qua hệ thống MyParking, người ta thanh toán qua MyParking luôn. Cái khách hàng người ta đặt đổ á, người ta hết giờ, trên hệ thống có báo với khách hàng là có gia hạn hay không, thì khách hàng, những khách hàng không gia hạn thì nhân viên ở tại tuyến sẽ lên phiếu màu vàng. Còn đối với trường hợp phiếu màu đỏ là những cái xe vô khách hàng không chịu đăng ký, nhân viên tại tuyến sẽ lên phiếu màu đỏ này. Tình hình hiện nay là đối với trường hợp phiếu vàng và phiếu đỏ này là rất khó để mà thu hồi lại cái doanh thu. Có nhiều tài xế người ta nói là cứ chụp hình vi phạm đi, sai tới đâu nhà nước phạt, tôi đóng tới đó. Thu không đủ bù chi đang là áp lực với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích Thanh niên Xung phong, đơn vị triển khai công tác thu phí sử dụng tạm lòng đường trên 20 tuyến đường của thành phố. Đơn vị này cho biết tổng thu năm 2021 khoảng 2 tỷ đồng, chỉ vừa đủ chi trả phí thuê phần mềm hệ thống MyParking. Trong khi để vận hành hệ thống này, hiện số nhân sự huy động là 67 trật tự viên. Cái công tác này là đặc biệt là nó quan trọng, bởi vì là mọi cái chi phí hiện nay là gần như là cố định. Ví dụ như chi phí phần mềm, thuê phần mềm thì chi phí là nó cố định hàng tháng rồi. Bây giờ chúng ta mở rộng thêm các tuyến nữa thì cái doanh thu sẽ tăng và chi phí nó tăng thêm không nhiều. Và khi mà có nhiều cái tuyến như vậy thì chúng tôi cũng sẽ có điều kiện tổ chức lại cái bộ máy. Việc thu phí sử dụng tạm lòng đường ở các tuyến trung tâm là nhằm góp phần giảm lượng xe cá nhân đi vào nội đô trong giờ cao điểm. Theo chuyên gia giao thông, việc đề xuất tăng số lượng tuyến đường triển khai thu phí là cần thiết. Nhưng để hiệu quả, Sở Giao thông Vận tải cần có những đánh giá chi tiết. Cái ùn tắc giao thông và nội đô thành phố bây giờ nó mở rộng rồi. Nó không phải là quận 1 nữa mà nó nhiều khi sang ở quận Bình Thạnh, sang cả cái quận khác nữa, cho nên thu phí là đúng. Nhưng vấn đề là mình phải có một cái tiêu chí, tức là thu phí trên những tuyến nào thì sở phải có một cái tiêu chí. Người ta đã thống kê nhiều tháng, nhiều năm rồi thì những cái vùng nào mà cái mật độ xe cá nhân tăng cao trong cái tuyến đấy thì người ta sẽ thu phí. Và con số này tôi nghĩ chắc là sở có. Nếu mà chưa có thì sở phải nên có một cái thống kê, nên có các cái đặt các cái trạm theo dõi và chúng ta theo dõi trong vài tháng hoặc là một số giờ trọng điểm như đấy, và chúng ta biết được là tuyến nào là lượng xe cá nhân vào nhiều và tuyến nào ít lượng xe cá nhân. Cái công tác mà thu phí mà để được có cái nguồn thu mà theo như kế hoạch và chỉ tiêu á, thì cái quan trọng nhất á là cái ý thức người dân chấp hành cái điều đó. Cái thứ hai là phải có cái sự phối hợp hỗ trợ của các cái cơ quan đơn vị có chức năng xử phạt, phải tăng cường cái công tác là tuần tra và xử phạt và có những cái biện pháp đó để thậm chí là răn đe. Trong 31 tuyến đường đề xuất bổ sung thu phí đổ ô tô theo giờ, có 8 tuyến trước đây đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt nhưng chưa triển khai và 23 tuyến đường được đề xuất mới. Nội dung này hiện được Sở Giao thông Vận tải Thành phố gửi Công an Thành phố, các địa phương liên quan, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích Thanh niên Xung phong Thành phố Hồ Chí Minh để lấy ý kiến trước khi trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.